30 triết lý sống, tâm đắc đến từng câu chữ, càng đọc càng thấm. Cảnh giới cao nhất của cuộc đời là gì? Có thể hưởng thụ thứ tốt nhất thì cũng có thể chịu đựng thứ tệ nhất. Tiêu chuẩn để kết bạn là gì? Người khởi đầu khôn ngoan, người vào đời mạnh mẽ, hoặc đơn giản nhất là người thường nhưng sáng lạn như ánh sáng mặt trời. Định nghĩa nghĩ kỹ là như thế nào? Nghĩ kỹ rồi chính là sau này có vấn đề gì xảy ra, hãy trách chính mình chứ đừng trách người khác. Đừng để con mình thua cuộc ngay từ vạch xuất phát, có đúng hay không? Cả đời đều bị so sánh với người khác, thậm chí từ lúc còn chưa sinh ra, đây chính là ngọn nguồn của mọi bi kịch. Làm thế nào để cải thiện chất lượng cuộc sống? Dám bản lĩnh, đập đi xây lại. Nếu quay lại thời còn trẻ, bạn mong mình thông tỏ đạo lý nào nhất? Những cảm xúc bên trong quan trọng hơn ngàn đạo lý to lớn bên ngoài. Dùng tiền để học tập sách vở hay du lịch trải nghiệm khắp thế giới thì tốt hơn. Không có tri thức, cho dù đi vạn dặm đường, bạn cũng chỉ là người đưa thư. Tình yêu hoàn hảo trong trái tim bạn là gì? Không hoàn hảo chính là điều hoàn hảo nhất. Cuộc sống ở nước ngoài có thay đổi quan niệm đúng sai của bạn. Rất nhiều điều trên đời không có đúng hay sai, chỉ có sự khác biệt cần nhìn nhận. Làm thế nào để biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn? Hãy biến bản thân trở nên tốt hơn. Thời tuổi trẻ, tại sao cái chúng ta cần là bạn bè mà không phải quan hệ? Không tiếp cận nhau vì mục đích cá nhân, chúng ta mới có thể thực sự chạm đến trái tim của mọi người. Điển hình của EQ thấp là gì? Tôn trọng người lạ và bạo lực với người thân. Nếu có người muốn chứng minh xã hội này vốn tồi tệ như vậy, bạn là người như nào, thế giới xung quanh bạn sẽ như vậy. Tự do là gì? Là cách người ta có quyền nói ra chữ không để từ chối. Tại sao khi thấy một bức ảnh đẹp, bạn sẽ hỏi dùng máy ảnh nào mà xịn thế? Nhưng khi nhìn một bức ảnh xấu, bạn lại chê, sao cậu chụp dở vậy? Với bản thân, chúng ta quy thành công cho chính mình và đổ lỗi thất bại cho hoàn cảnh. Với người khác, thành công của họ là do hoàn cảnh tạo nên, còn thất bại là do chính họ gây ra. Kỹ năng nào có thể học trong thời gian ngắn, nhưng đem lại lợi ích cực kỳ lâu dài? Khen ngợi người khác. Làm thế nào để thoát khỏi tình trạng lo lắng? Bắt tay vào làm. Không oán thán, nói thì dễ nhưng làm thế nào? Tự hiểu mình sẽ không oán người khác, tự hiểu mệnh sẽ không oán ông trời. Sinh vật nào chắc chắn không bao giờ biết bơi? Mẹ và vợ. Bắt nguồn từ câu hỏi thường gặp, nếu mẹ và vợ cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước? Người nào sống hạnh phúc nhất? Người không bao giờ so sánh bản thân với mọi người. Tại sao chúng ta phải làm việc chăm chỉ? Để bản thân có đủ năng lực từ chối người khác và bản lĩnh tự kiểm soát cuộc sống của mình. Người xấu sống lâu, người tốt chết sớm. Nếu làm người tốt chưa chắc đã có thiện báo, tại sao chúng ta không trở thành người xấu? Chúng ta không kiên trì một việc gì đó vì kết quả sau cùng tốt hay xấu, mà vì chúng ta luôn vững tin điều mình làm là đúng, là không trái lương tâm. Nửa đời trước và nửa đời sau được phân chia ở đâu? Chính tại thời điểm này, nếu bạn đủ quyết tâm. 30 tuổi mới bắt đầu ôn thi đại học, học tiếng Anh, học sáng tác âm nhạc, chơi đạo cụ, có kịp không? Tại sao không? Có hai thời điểm tốt nhất để trồng cây, một là 10 năm trước, hai là hiện tại. Hành động nào dễ làm mất lòng người khác nhất mà chúng ta không hề nhận ra? Coi đối phương như người một nhà, tự nhiên quá mức, dễ trở thành vô duyên. Cách tốt nhất để tiết kiệm tiền hiệu quả là gì? Trước khi mua bất cứ điều gì, hãy nhớ tự hỏi mình châm ngôn sau: chúng ta thích, chúng ta cần, chúng ta phù hợp. Những hành động nào chỉ lãng phí thời gian, chỉ suy nghĩ mà không tiếp thu, chỉ đắn đo mà không quyết định? Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim và đừng quên để lại bình luận cho mình biết với nhé!